Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy của Robot. Thì như ở trong video này, mình sẽ giới thiệu với anh em về cái con Titan Rock ở trong mùa này. Titan Rock là một Titan có khả năng hồi máu rất là mạnh luôn và lượng khiên vật lý là vô hạn. Khi mà khiên vật lý hết này hoặc là mất đi rồi thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng thứ hai. Đây, kỹ năng này là chúng ta sẽ kích lên và chờ vài giây nó sẽ được hồi lại toàn bộ lượng khiên đó. Rất là ghê đúng không em? Cái khiên này thì nó sẽ chống được những một số lượng đạn thôi, chứ còn những cái khẩu súng mà có hàng nổ ấy, thì nó không thể chống lại được. Thì cái khiên này nó là như sau. Cái khiên này nếu như chúng ta nâng cái con Titan ở cái dòng mà cái khiên này thì chúng ta sẽ được hồi là 120.000 máu mỗi một cái khiên còn lại. Ví dụ nhé, lúc mà chúng ta sử dụng cái kỹ năng thứ hai này mà chúng ta chỉ còn lại là vài cái khiên nữa thì nó sẽ là số mức lượng máu hồi lại nó sẽ là 120 nhân với cái số khiên còn lại. Bởi vì ấy, cái khiên của chúng ta có thể là bị cái địch phá vỡ mà lúc mà phá vỡ đi thì chúng ta sẽ không được đạt đến một cái số máu tối đa mà có thể hồi được, nhưng chúng ta sẽ hồi lại dựa trên cái là 120.000 máu cộng nhân với lại cái số lượng khiên mà còn lại. Đây. Còn cái thứ hai ấy, là mình sẽ nhảy vào cái địch này. Khi chúng ta nhảy lên cao thì chúng ta sẽ là lựa chọn một cái vị trí nào đó để hợp phải cái việc mà hướng mà chúng ta tiến tới sau khi mà cú nhảy ấy, thì chúng ta sẽ cần phải luyện và ước tính dự đoán là cái vị trí đó nó sẽ nhảy tới đâu. Nó khó hơn là kỹ năng nhảy của Titan Luchador. Đây, mình sẽ nhảy đến vị trí này. Khi mà nhảy xong rồi đúng không thì đáp đất sẽ có vài giây mà chúng ta sẽ có cái hiệu ứng mà đẩy cái địch ra như là cái kỹ năng của Titan Minus và kèm theo một cái hiệu ứng lúc mà có cái dòng sóng đẩy ra là sẽ kèm theo hiệu ứng là suppression, giảm đam của mục tiêu. Đây, hiện tại thì mình này, mình còn một hai khiên, mình hết sạch khiên rồi, mình bật cái kỹ năng lên, nạp khiên lại, vài giây sau khiên lại trở lại rồi anh em ạ. Hiện tại ở vị trí này thì khá là nguy hiểm. Đây, máu của mình cũng khá là nguy hiểm nếu như cái địch mà dồn vào vị trí này. Đây ơi, Titan tới rồi, mình sẽ nấp vào một cái vị trí an toàn hơn, nạp khiên này. Ôi, cái địch bắn mình không, mình sẽ dựa vào cái tường này để chắn những cái lượng đam. Rồi có khiên rồi, có khiên thì mình lại ra chơi thôi. Rồi nào, nhảy lên nào, nào phi tới luôn nào, phi không. Rồi nhảy đến vị trí này đấy, mình phải chọn hướng anh em nhé, phải chọn hướng thì chúng ta mới đến được một cái vị trí như mong muốn, chứ không thì chúng ta sẽ dễ mà đâm đầu vào tường lắm. Đó, rồi mình sẽ quay vòng tròn ra một cái hướng khác. Ví dụ nhé, cái khiên này nó sẽ mất một cái khiên ở trước đúng không, nhưng cái khiên ở phía sau này hoặc là trái phải chúng ta vẫn còn, thì lúc đó chúng ta sẽ quay cái người của cái con robot đi quay về một cái khiên đó, về một cái hướng của cái đạn tới như thế này anh em này. Đó, vừa rồi thì mình đã quay về hướng sau lưng, đạn của cái địch sẽ bắn vào sau lưng, lúc đó thì cái khiên ở sau lưng vẫn còn thì lúc đó nó sẽ đỡ đạn cho chúng ta. Đó, như vậy cái khiên ở trước chúng ta vẫn còn nha. Rồi mình sẽ chạy vào đây. Rồi rồi này, nhảy này, nhảy và anh ta chơi thẳng mặt luôn, bắn luôn, sợ gì. Rồi anh ta có cái này vào đấy. Anh ta chạy rồi, nếu như anh ta đứng lặng thì anh ta sẽ bị mình cho sắp vào lợn luôn. Rồi đây nha, nạp kia này, nạp kia mà chạy nhá, dựa vào cái địa hình này để đỡ đạn này. Rồi nào, chơi chơi anh em, chơi luôn nào, nhảy này, nhảy này, nhảy về hướng này này. Rồi đó, sốc địch luôn. Đấy, tiếp tục chúng ta dựa vào tường để chắn được cái lượng đam. Đây, hiện tại thì khi sắp vỡ rồi nhưng chúng ta không dùng nhá, tại vì cái con này nó sắp bắn chúng ta rồi. Đây, xong rồi nhá. Rồi nào, nhảy tới tôm luôn anh em ạ. Anh ta ở đây phía này có AG đúng không, mình bật cái nạp kia lại đã. Rồi mình có chống mù mà, chơi anh ta thẳng mặt luôn, mình nhảy về luôn này, hất anh ta ra, hất anh ta ra này. Rồi đây là con leader, hất thẳng vào tường luôn. Đây là cái hiệu ứng mà đẩy cái địch này, tạo nên một cái dòng sóng đẩy cái địch khi mà Titan Rock đáp xuống đất trong vài giây, kèm theo cái hiệu ứng suppression. Như vậy thì nếu như chúng ta đáp đất này áp sát mục tiêu thì chúng ta sẽ đỡ bị nguy hiểm hơn, bởi vì lúc đó cái địch sẽ dính cái hiệu ứng là suppression giảm đam rồi, thì cái lượng đam gây lên chúng ta không quá là cao. Tuy nhiên thì ở hiện tại thì có rất nhiều cách để giải cái hiệu ứng suppression này đến từ tàu mẹ này, hoặc là lúc mà AG có hiệu ứng bất tử này, cũng như là dùng cái mô đun anti.
Đó, như vậy thì là một vài cái chúng ta cần lưu ý khi ấy mà sử dụng cái kỹ năng của cái con Titan Rock này. Và hiện tại thì mình chỉ có thể là nói như vậy thôi, chứ còn các trường hợp khác nhau thì chúng ta sẽ phải gặp những trường hợp đó thì mình mới có thể nói được. Những cái trường hợp đó mình sẽ giới thiệu ở những cái video sau, cũng như là gặp những cái đối thủ mạnh hơn, những cái clan mạnh hơn, như vậy thì chúng ta mới có thể là thực tế mới biết được là cái kỹ năng đó nó dùng hiệu quả như thế nào. Chứ nhớ như chúng ta chỉ đi solo thôi ấy, thì gặp những đối thủ yếu thì nó thực sự là không quá là hiệu quả, bởi vì cách xử lý của chúng ta khi mà gặp những người chơi có trình độ cao hơn thì nó sẽ phải khó hơn với những người chơi bình thường. Nhất là đối với những cái bản đồ khác nhau, ví dụ như là cái bản đồ lúc nãy thì mình sẽ nhảy đây, bản đồ này mình sẽ nhảy hướng này thì sẽ nhảy tới cái con Behemoth này đó. Như vậy nếu mà chúng ta lựa chọn hướng sai là chúng ta vừa rồi ấy có thể là kẹt vào cái bờ tường phía trước mặt này, đó rất là dễ dàng luôn. Đó là những cái trường hợp mà rất dễ xảy ra, rất là thường hay gặp những cái lỗi đó. Rồi đây, chúng ta sẽ cần phải chú ý cái lượng khiên nhá. Đây, nhảy lên đầu ấy, cái địch ấy thì họ sẽ không thể bắn được chúng ta. Rồi mình đáp vào cái bờ tường này để nhảy xuống, rồi đẩy họ và cho họ dính hiệu ứng này. Cũng như là vừa rồi mình nhảy lên đầu của họ là họ không thể nhìn thấy mình không bị dính đam. Đây là một cách chạy trốn, cách né đam rất là tốt. Vừa rồi còn đây ấy, hiện tại thì ở vị trí này thì mình đã bị là một vài cái địch ta có cái hành động gọi là muốn đâm mình em ạ, hai con Titan luôn. Rồi vừa rồi thì mình đã cho cái địch bán xong hết cái khiên vốn dĩ đã có đúng không, sau đó là mình đã nạp thêm một lần cái khiên nữa là hai lần khiên luôn. Hiện tại thì mình đã chuẩn bị này, tỉa bớt này, cho cái khiên này nó bớt đi đã, rồi lùi về nạp lại khiên, nạp đầy đủ khiên và chờ có kỹ năng thì mình mới lên bắn anh em nhé, vậy cho an toàn đó. Rồi nào, đây hết cả địch rồi anh em ạ. Đây là cái con đây. Rồi mình sẽ quay qua một hướng này đó, nhảy hướng này rồi đó. Rồi sẽ chúng ta sẽ phải cần đánh an toàn, tại vì hiện tại thì máu của mình cũng không nhiều. Mình sẽ nạp khiên trước, sau đó là vào đây bắn này. Rồi, đó, một kill nữa. Cái việc mà chúng ta trước khi vào trận đấu, trước khi vào giao tranh, chúng ta sẽ phải sử dụng, chúng ta sẽ phải chuẩn bị đầy đủ kỹ năng, đầy đủ các loại võ công thì chúng ta mới bắn anh em nhé. Rồi nhảy qua sau lưng kẻ địch này, rồi đâm thẳng họ luôn. Đây, nhảy này, rồi bật tàu mẹ lên này. Đợi cái tàu mẹ này này, chúng ta sẽ phải đợi hết 10 giây nhé. Sau đó là chúng ta sẽ nạp thêm một ít cái lượng máu xám từ 400.000 máu lên tới là 637.000 máu, quá cao luôn. Đó, đánh bớt cái địch này, bán bớt cái lượng đam đi. Rồi mình sẽ nhảy qua kia, nhảy qua đây nha. Rồi mình nhảy qua phía này này, sau lưng cái địch này, đó, Titan Saragon tầng 1M luôn. Còn phía này thì đồng đội của chúng ta sẽ giúp chúng ta chiếm cái trụ này. Mình sẽ trước khi vào giao tranh mình sẽ nạp đầy kiên thức đã. Rồi nạp, mình đã chiếm được thêm một cái trụ rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ cần phải là quan sát này, nên tấn công ở vị trí nào. Hiện tại thì mình đã có 3 trụ rồi, cứ giữ chắc cái 3 trụ này là ok. Đấy, phía này thì phía nhà địch thì chúng ta đã có đồng đội bảo kê rồi. Còn phía này thì mình sẽ đây tiếp tục mình sẽ nhảy vào vị trí này. Có vẫn chạm tường nhưng không chạm tường anh em nhé, nó là chạm vào cái mép tường, như vậy thì chúng ta sẽ có thể rơi xuống được. Tại vì ấy nó cái hướng nhảy của cái con Titan Rock này nó sẽ phải dựa vào cái mục tiêu, nếu như có mục tiêu ấy, thì chúng ta sẽ phải nhắm vào mục tiêu, còn nếu như không có mục tiêu thì nhảy nó sẽ dễ hơn. Tại vì nhảy như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái hướng cao hơn này, rồi một cái hướng chúng ta có thể mong muốn. Chứ nếu mà có một cái mục tiêu ấy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải nhắm vào cái hướng của mục tiêu đó, nhảy xuống một cái vị trí rất là thấp, một cái vị trí chúng ta không mong muốn. Đây, vừa rồi là mình đã đỡ đạn của cái con robot Ares, có nghĩa là chúng ta vừa rồi chúng ta sẽ quay vòng tròn cái con Titan Rock này để cho cái địch bắn vào những cái khiên khác nhau ở xung quanh cái con Titan Rock. Bởi vì thực ra cái khiên của cái con Titan Rock này nó không thực sự quá là nhiều đâu, còn ấy là thông số của cái khiên này nó là bao nhiêu thì hiện tại vẫn chưa được công bố anh em nhé. Không hề có một cái thông tin nào về cái lượng khiên này là bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết là khi mà còn một cái khiên ấy, thì chúng ta bật cái kỹ năng lên là sẽ được hồi lại là 120.000 máu thôi. Ở một trận đấu khác này, mình nhảy này, ép cái con Lin này phải dính vào tường luôn, anh ta không thể tiến lùi được. Đó, anh ta dính vào kia luôn.
Rồi bắn này xong người ta luôn. À ở phía trước, ở phía trên này có một cái con robot Behemoth. Anh ta nghĩ là mình không được lên được đúng không? Thực ra mình chúng ta sẽ cần phải đi tới một cái vị trí cao hơn thì mới có thể nhảy được lên tới cái tầm của cái nóc ở phía trên đó. Rồi trước hết thì mình sẽ diệt cái con robot ở vị trí này trước đã. Rồi chặn cho anh ta khống chế một trụ này. Hất anh ta bay luôn. Rồi bật. Vừa rồi mình đã hạ gục anh ta bằng cái khẩu súng loa. Đây cái con robot Behemoth là anh ta ở đây đúng không? Chờ đấy anh em ạ, lát nữa mà hồi kỹ năng mình sẽ lên thăm hỏi anh ta. Anh ta không chạy anh em ạ, anh ta nghĩ Titan ấy làm sao mà có thể nhảy cao như vậy được. Nhưng chúng ta sẽ dựa vào một cái địa điểm trước khi nhảy, địa điểm đó cao thì chúng ta sẽ có thể mà nhảy được lên cái vị trí cao như thế này. Rồi hạ gục và thăm hỏi thành công cái con robot Behemoth này xong rồi nhá. Đó là một cái chia sẻ về cái con Titan Rock này nhảy như thế nào để bắn được cái mục tiêu đang nấp ở một cái vị trí cao. Trận đấu tiếp theo, mình sẽ xuất phát Titan ở cái vị trí này ngay lập tức để hạ gục cái con robot Skyros và nhảy vào anh ta. Vừa rồi thì anh ta vẫn chưa chết thì mình đã nhắm vào mục tiêu đó và nhảy xuống một cái vị trí tại chỗ này luôn. Hoặc là nếu như chúng ta mà muốn nhảy vào một cái vị trí gần mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ có thể nhảy, chúng ta sẽ phải tìm một cái địa hình gần đó để chúng ta khi mà nhảy ấy, lao tới chúng ta sẽ bị chặn vào một cái vị trí đó thì chúng ta sẽ rơi đến một cái vị trí gần mà chúng ta muốn, hoặc là chờ cho cái kỹ năng này nó hết đi thì nó sẽ rơi xuống một cái vị trí tại chỗ luôn. Đây liên tục lấy được những cái mã hạ gục đến từ vũ khí loa với cái khả năng áp sát rất tốt đến từ cái con Titan Rock này. Rồi đây nha, anh ta bắn mình này. Rồi mình cho anh ta bắn thoải mái luôn, mình còn khiên mà. Rồi đây mình nhảy này. Rồi đây áp sát anh ta luôn, nạp khiên này để lúc, tại vì mình bay lên thì cả địch nó không muốn bắn mình thì lúc đó mình sẽ gọi là đỏ nạp lại một ít khiên. Rồi bắn cả địch này, bắn cả địch này, rồi nạp vào miệng này. Chờ một lát nữa nha, chờ một lát nữa nha. Rồi nạp vào miệng này. Rồi anh ta lao đến đơm mình luôn anh em ạ. Không sao, mình nạp lại khiên này. Rồi bắn anh ta này. Trời thấm chưa, làm sao mà đỡ được. Còn lao vào đây bắn mình nữa chứ. Mình là Titan, mình là tanh mà, sao bắn mình nhờ. Rồi mình nhảy tới phía này đó. Là hướng nhảy nó là như vậy anh em ạ. Rồi cái địch dính hiệu ứng suppression đám rất bé luôn. Mình có thể cứu được đồng đội của mình nhưng không được anh em ạ. Nhưng không được rồi, đồng đội của mình quá là yếu. Đây nha, mình quay một cái vị trí khác này để cho vỡ cái dựng khiên khác. Rồi nạp lại khiên, chạy bớt anh em ạ, chạy bớt đi, chạy cho an toàn đó. Rồi nhảy lên chơi luôn cái con Titan IL luôn anh em ạ, chơi luôn anh em, sợ thì mong chơi anh em, đó sắp bật lợn luôn, đầy cái tàu mẹ rồi, nạp tàu mẹ lại đỡ đi được một lượng đam. Rồi nạp lại khiên đó. Nạp lại khiên, tại vì chúng ta có cái khiên vàng để đỡ rồi đúng không? Thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta nạp lại khiên. Rồi lao vào đây. Ui, anh ta bắn mình không? Mình quay sang một cái vị trí khác để dùng những cái khiên khác để đỡ đam. Rồi nhảy lên đầu, rồi nhảy qua một cái vị trí khác an toàn rồi anh em ơi. Đó. Rồi nạp lại cái khiên rồi hồi lại máu. Đó. Như vậy anh em ạ. Đó là một cái chúng ta khi mà chúng ta giao tranh thì chúng ta sẽ cần phải làm như vậy thì mới có thể mà sống sót được. Tại vì cái con robot Rock này tuy là nó là trông nó cũng rất là Titan đấy nhưng mà nó rất là dễ toang luôn. Nếu như chúng ta sử dụng không đúng cách là như vậy. Rồi nhảy lên này, bật tàu mẹ lên nào, đâm thêm một kill nữa anh em ạ. Rồi nhảy qua kia cái con Demon. À, mình không hiểu tại sao nó lại nhảy, cái lực lấy đà của nó lại yếu như vậy nhỉ. Rồi mình sẽ nạp lại khiên một chút đã. Như vậy thì chúng ta rơi vào một cái vị trí này và lượng máu như thế này thì chúng ta sẽ tới hồi mà chúng ta sẽ phải đắp chiếu thôi. Đó, và vừa rồi là toàn bộ cái chia sẻ về cái con Titan Rock cũng như là một số trường hợp cần lưu ý. Và mình sẽ chia sẻ những cái mẹo, những cái kỹ năng cao hơn khi mà gặp những người chơi cao hơn ở trong những cái video Clan Battle, là những video gặp đối thủ mạnh hơn ở trong những cái video khác. Đó, vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ của mình rồi. Nếu như anh em thấy video này hay và giúp ích cho anh em thì đừng quên để lại cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.